Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Thưa các quý vị, tôi xin giới thiệu những bài thuốc độc đáo dùng hoa đào của danh y Tuệ Tĩnh. Cây đào tiếng Anh là peach, còn tiếng Pháp là le peach, tiếng Nga là persic, tiếng Trung là tháo và tiếng Nhật là momo. Nói đến mùa xuân là nói đến hoa đào. Mặc dù nguồn gốc ở xứ Ba Tư xa xôi, nhưng ngày nay hoa đào đã có mặt khắp nơi trên đất nước ta. Đặc biệt là ở miền Bắc, mỗi khi Tết đến xuân về, người ta yêu loài hoa này vì những giá trị thẩm mỹ và văn hóa của nó. Nhưng ít ai biết rằng hoa đào còn là một dược phẩm và mỹ phẩm độc đáo của nền y học cổ truyền. Xin mời các quý vị xem thêm bài hoa đào và quả đào, vị thuốc quý của Đông y. Ngày nay, các nhà khoa học đã phân tích và tìm thấy trong hoa đào có chứa 8 loại glycosid như camphorol, quercetin, camphorol 3,0 alpha L, arabinofuranosis, rồi quercetin, camphorol 30 alpha L arabinofuranosid. Ngoài ra còn có cumarin, trifolin, naringenin. Đặc biệt các nhà khoa học Nhật Bản còn nhận thấy phần phân tách từ dịch chiết methanol của hoa đào còn có tác dụng làm sạch gốc tự do 1,1 diphenylpiscrin 2 hydrazine, viết tắt là DPPH, và superoxide. Trong Đông y, cây đào ở Trung Quốc là một trong những loài cây được tôn sùng nhất, do hoa của nó xuất hiện trước, rồi sau đó nó mới mọc ra lá, nên nó được coi là có năng lượng sống mạnh mẽ hơn các loại cây khác. Từ thời cổ đại, việc thuần hóa đào ở Trung Quốc có lẽ đã diễn ra sớm nhất là 5.000 năm trước công nguyên. Đào đã trở thành một phần không thể thiếu của truyền thống văn hóa và trị liệu nói chung. Trong y học dân gian Trung Quốc, đào từ lâu đã được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị nhiều loại bệnh. Nước sắc lá đào giúp chữa phong thấp, nhức đầu, một số bệnh đường tiêu hóa, viêm dạ dày, táo bón. Nước sắc hoa đào có đặc tính nhuận tràng và lợi tiểu. Nước ép và nước sắc từ hoa và lá của cây đào được sử dụng cho bệnh tiểu đường, tẩy run sán
và sỏi niệu. Theo dược học cổ truyền, hoa đào có vị đắng, tính bình, không độc, có công dụng lợi thủy, hoạt huyết, thông tiện, được người xưa dùng để chữa các chứng bệnh như là thủy thủng, cức khí, đàm ẩm, tích trệ, đại tiểu tiện bất lợi, kinh bế, tâm phúc thống, tức đau vùng tim, mụn nhọt. Ngoài ra hoa đào còn được dùng như một loại mỹ dược phẩm độc đáo để làm đẹp làn da cho phụ nữ. Hoa đào tươi hoặc khô đều được dùng làm thuốc, nhưng hoa tươi đặc biệt là loại mới chớm nở, sắp nở, tốt hơn là để khô. Hoa khô thường chỉ dùng trong phạm vi một năm, nếu để lâu dễ mất tác dụng. Trong cuốn Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư của Tuệ Tĩnh, bài Nam Dược Quốc Âm Phú, trang 5, có câu: khu trừ quỷ mị, luyện đào dao, nấu nhựa cây đào. Quỷ mị tức là quỷ quái, ma quỷ. Luyện đào dao, đào dao là nhựa cây đào. Thời xưa người ta thường nấu luyện đào dao dùng để uống, có tác dụng bổ ích khí huyết, trị phong hàn và trừ ma quỷ. Khi ngâm và chưng lên sẽ có vị gần giống như là mủ gòn trong miền Nam hay ăn, nhưng nhai kỹ sẽ thấy vị thanh hơn, dẻo hơn và độ trong đẹp hơn. Viên có dáng tròn, ăn lạ miệng. Đào dao chính là bí quyết dưỡng nhan sắc của Từ Hy Thái Hậu thời Trung Hoa cổ đại. Mỗi viên đều được các đầu bếp Mãn Châu chọn lựa kỹ càng, soi lên ánh sáng để kiểm định tạp chất. Loại thực phẩm này giúp bà Từ Hy giữ làn da trẻ lâu, không mụn, sáng mịn và se khít lỗ chân lông. Đào dao dùng trong các món chè dưỡng sinh, bồi bổ cơ thể, nhất là chè táo đỏ, tuyết nhĩ, hạt sen. Thứ hai là loại chè mà chưng tổ yến lên, rồi táo đỏ, đường phèn. Đường phèn kết tinh từ mật mía nguyên chất. Loại món chè thứ ba là nấu cháo hạt sen, táo đỏ để bồi bổ cơ thể. Loại thứ tư là nấu súp với gà xé, với nấm đông cô. Cách làm là ngâm từ 12 đến 14 tiếng ngập nước để đào dao nở đều. Sau đó nấu cùng với đường và nước 15 phút. Ăn nóng hay lạnh đều được. Từ xa xưa, sau dịp Tết Nguyên Đán, người ta thường thu hái hoa đào, đem phơi khô trong bóng râm, gọi là phơi âm can, và bảo quản nơi cao giáo để làm thuốc dùng dần. Theo Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, hoa đào có vị đắng, tính bình, không độc và vào được ba đường kinh, tâm, can và vị. Vị thuốc này có công dụng lợi thủy, hoạt huyết, thông tiện, được người xưa dùng để chữa các chứng bệnh như thủy thủng, cức khí, đàm ẩm, tích trệ, đại tiểu tiện bất lợi, kinh bế, tâm phúc thống, tức đau vùng tim, mụn nhọt. Ngoài ra hoa đào còn được dùng như một thứ mỹ dược phẩm để làm đẹp cho phụ nữ. Trong cuốn Nam Dược Thần Hiệu, danh y Tuệ Tĩnh đã để lại những bài thuốc độc đáo dùng hoa đào sau đây. Thứ nhất, để làm đẹp da mặt, trị các vết rám đen ở mặt. Hoa đào bốn lạng ta, nhân hạt bí đao, hay còn gọi là đông qua tử,
5 lạng ta, vỏ quýt tức trần bì 2 lạng ta, tất cả đều phơi khô, sau đó tán bột, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đồng cân, với nước ấm sau bữa ăn. Muốn da trắng thì thêm nhiều nhân hạt bí đao, còn nếu muốn da đỏ hồng thì thêm nhiều hoa đào. Uống 50 ngày thì mặt trắng, uống thêm 50 ngày nữa thì da rẻ toàn thân cũng trở nên trắng trẻo. Bài thuốc thứ hai, hoa đào 4 phần, bạch dương bì 2 phần và bạch quả tử. Nhân của hạt của bạch quả tử nhân ấy, 5 phần. Tất cả đem sấy khô, tán thành bột mịn, đựng trong lọ kín dùng dần. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 gram, ngay sau bữa ăn. Bài thuốc thứ 3 là bài thuốc ngọc nhan tán. Hoa đào 200 gram, đông qua nhân, tức là nhân hạt bí đao, 250 gram. À, bạch dương bì, tức là vỏ cây bạch dương, 100 gram. Các vị đều sấy hoặc phơi khô, tán bột, trộn thêm một chút đường trắng, rồi đựng trong lọ kín để dùng dần. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần một thìa cà phê sau bữa ăn. Bài thuốc thứ 4, hoa đào tươi, 250 gram. Và bạch chỉ, 30 gram. Ngâm với 1 lít rượu trắng. Sau 1 tháng thì dùng được. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 10 ml. Bài thuốc thứ 5, để làm mờ các vết sắc tố trên da mặt. Hoa đào 10 gram, hoa sen 15 gram. Phơi khô, nghiền nhỏ, chia 3 lần hãm với nước sôi trong bình kín như pha trà. Sau 15 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Bài thuốc thứ 6, hoa đào và đan sa với liều lượng như nhau, tán bột, uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 đồng cân, từ 3 đến 4 gram đấy, vào lúc đói, trong 10 đến 12 ngày. Bài thuốc thứ 7 là nụ đào gần nở, phơi khô trong bóng râm, 250 gram. Bạch chỉ 30 gram, ngâm với 1 lít rượu trắng trong 1 tháng. Mỗi buổi tối uống chừng 30 ml. Đồng thời cho 1 ít rượu hoa đào ra lòng bàn tay để trà sát lên mặt. Khoảng 1 tháng, những nốt lấm tấm sạm đen trên da mặt sẽ dần dần biến mất. Da mặt trở nên tươi đẹp. Đó là trong uống. Còn ngoài xoa thì lấy 50 gram hoa đào tươi, 50 gram nhân hạt bí đao, tức là đông qua tử đấy, nghiền nhỏ hai thứ trộn với mật ong, rồi bôi lên da mặt mỗi ngày vài lần. Hoặc bài thứ hai là bài xoa thuốc xoa thứ hai là vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, lấy hoa đào phơi khô, tán bột, và ngày mùng 7 tháng 7 trích lấy máu ở mào con gà, ở mào gà đấy, đem trộn với bột hoa đào rồi bôi lên da mặt. Sau 2 đến 3 ngày màng thuốc bong ra thì da mặt trở nên tươi sáng như hoa. Bài thứ 3 là hoa đào và hoa mai lượng bằng nhau, dùng hoa khô đấy, pha với nước sôi cho ra nước, dùng nước này để rửa mặt, có tác dụng tẩy bỏ dần các vết thâm và nốt xám đen trên mặt, làm đẹp da mặt. Bài thuốc thứ 4 là hoa đào thu hái về, trích lấy máu màu gà thượng tuần tháng 7, đấy mùng 7 tháng 7 đấy, trộn đều bôi lên mặt, 2 đến 3 ngày sau thuốc chóc đi thì nhan sắc tươi sáng như hoa. Muốn tư âm bổ thận, nhuận da và dưỡng nhan sắc thì có thể dùng món ăn từ hoa đào, gồm có hoa đào 20 bông, tôm nõn 300 gram, củ cải 150 gram, hành tây 70 gram, tương cà chua
50 gram dầu thực vật và gia vị vừa đủ. Hoa đào tỉa lấy cánh, rửa sạch. Củ cải và hành tây rửa sạch thái mỏng. Sau đó đổ dầu vào chảo, phi hành cho thơm, rồi cho tôm, củ cải, hành tây vào xào với lửa lớn. Khi chín thì cho tương cà chua và gia vị vừa đủ. Đổ ra đĩa, rồi rắc cánh hoa đào lên trên, ăn nóng. Căn bệnh thứ hai mà dùng để chữa được là chữa trị táo bón. Gồm bài thuốc thứ nhất là hoa đào tươi 50g. Sau khi hái về trộn đều với mật ong tươi 500ml. Cho vào bình rồi lắc đều đường. Rắc đều đường đấy, 2 muỗng canh đường lên trên. Sau đó đậy kín bình và để trong 10 ngày ở nơi tối mát. Uống 2 lần một ngày, mỗi lần 1 muỗng canh, pha loãng với nước đun sôi. Bài thuốc thứ hai là để chữa chứng kiết lỵ dai dẳng. Có thể dùng hoa đào 10 đến 15 bông sắc uống mỗi ngày 3 lần. Bài thứ ba là hoa đào phơi âm can, tức là phơi bóng râm, giã nát, uống nóng với ít rượu, có thể thông đại tiện, trừ được đàm ẩm và chất xúc thủy, tức tồn đọng nước ở thận, ở bàng quang, chuyên trị bệnh cước khí, tức là ngứa do thời tiết lạnh. Bài thuốc thứ tư là cánh hoa đào tươi 4g, gạo tẻ 100g, cả hai thứ trên nấu thành cháo loãng để ăn, cách ngày một ngày làm một lần. Loại bệnh thứ ba là tiểu khó và phù nề. Thì dùng hoa đào tươi trộn 30g trộn với bột mì và đường làm bánh nướng lên ăn. Để chữa đại tiểu tiện bí kết có tác dụng hoạt huyết thì dùng hoa đào nấu với gạo tẻ, mật ong và đường thành cháo để ăn. Căn bệnh thứ tư là ức chế sự phát triển của khối u và sự di căn của tế bào ung thư vú. Vai trò ức chế sự phát triển khối u vú của polyphenol trong đào đã được nghiên cứu in vivo trong các thí nghiệm trên chuột. Kết quả cho thấy sự phát triển của khối u và sự di căn đến phổi của động vật đã bị ức chế bởi chế phẩm polyphenol của đào trong khoảng liều lượng từ 0,8 đến 1,6mg trên một ngày. Căn bệnh thứ năm, dầu đào có tác dụng ngăn chặn hoại tử mô. Đấy, thí nghiệm in vitro và giảm sơ vữa động mạch ở chuột, thí nghiệm in vivo. Đối với các thí nghiệm trong ống nghiệm, mô tĩnh mạch của con người bị ảnh hưởng bởi khối u TNF alpha đã được khắc phục. Dầu đào cho thấy khả năng ngăn chặn yếu tố kích thích huyết khối ở các mức độ khác nhau và cải thiện khả năng tồn tại của các tế bào nội mô khỏe mạnh. Trong các thí nghiệm trên chuột, dầu đào đã giúp giảm mức cholesterol toàn phần, chất béo trung tính, cholesterol trong lipoprotein mật độ thấp, tăng nồng độ cholesterol lipoprotein mật độ cao trong huyết thanh, giảm diện tích tổn thương xơ vữa ở động mạch chủ, giảm đáng kể sự biểu hiện của protein TF để ngăn chặn sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Dựa trên các kết quả thí nghiệm này, các nhà khoa học kết luận rằng dầu đào hữu ích trong việc ngăn ngừa xơ vữa động mạch khi có bệnh tim mạch. Căn bệnh thứ 6 là béo phì, tác dụng giảm cân. Ở Đông Á, trà hoa đào được sử dụng phổ biến như một phương thuốc giảm cân. Cho đến gần đây, người dân ở đây vẫn uống nó
chủ yếu là theo các truyền thống cổ xưa của y học dân gian. Tuy nhiên gần đây, khả năng chống béo phì của hoa đào đã được thử nghiệm trong các thí nghiệm khoa học in vitro và in vivo trên chuột. Chất phytochemical có trong nước chiết xuất từ hoa đào 0,2% và 0,6% được thử nghiệm trong 8 tuần trên chuột, chia thành các nhóm có chế độ ăn khác nhau, bao gồm cả chế độ ăn nhiều chất béo. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy chiết xuất từ hoa đào, trọng lượng cơ thể giảm đáng kể, giảm khối lượng chất béo trong khoang bụng, hạ mức đường huyết, giảm trọng lượng gan và lá lách so với nhóm đối chứng. Nhìn chung, phân tích dữ liệu đã chứng minh khả năng của chiết xuất để ngăn chặn sự biểu hiện của gen sinh mỡ, cải thiện chuyển hóa lipid trong gan bằng cách giảm tạo lipogenesis đấy, và tăng quá trình oxy hóa axit béo. Điều này có thể kết luận rằng trà đào thực sự có thể giúp loại bỏ cân nặng dư thừa. Loại bệnh thứ 7 là các vết thương, vết bỏng, thì lá đào giã nát dùng để chữa vết thương, vết bỏng. Nước sắc hoa đào được dùng dưới dạng tắm, nước ấm, chữa bệnh tràm, địa y, vẩy nến, viêm da thần kinh, áp xe, nhọt. Căn bệnh thứ 8 là để trị các chứng cước khí, đau vùng tim, dùng hoa đào khô tán bột, uống với nước ấm hoặc rượu với liều từ 3 đến 5 gram trong một ngày. Bài thuốc thứ 9 là để chữa chứng rụng tóc, hói đầu. Người ta dùng bột hoa đào trộn đều với mỡ lợn hoặc dầu vừng, rồi bôi lên vùng tổn thương. Sau khi đã rửa sạch bằng nước hòa với tro của rơm rạ. Bài thuốc thứ 10, chữa chứng ngược tật, tức là sốt rét. Dùng hoa đào tán bột, uống mỗi ngày 3 gram với rượu ấm. Bài thuốc thứ 11, để hỗ trợ cải thiện chứng liệt dương. Hoa đào, hoa hồng, hoa tường vi, hoa mai, hoa rau hẹ, trầm hương, mỗi loại 30 gram, đào nhân 24 gram, đem các vị trên ngâm trong 1 lít rượu, đậy kín, sau 1 tháng có thể đem ra dùng được. Trong quá trình ngâm nên lắc nhiều lần cho thật đều, mỗi lần uống 20ml, ngày uống 1 đến 2 lần. Bài thuốc thứ 12 là để chữa chứng rụng tóc, hói đầu đấy, như trên đã giới thiệu. Bài thuốc thứ 13 là chữa hậu sản. Hoa đào, hạt vông vang, hoạt thạch, hạt cau già, lưu lượng bằng nhau, phơi khô, tán nhỏ, dây bột. Mỗi lần uống 5-6 gram với nước sắc hành trắng vào lúc đói. Bài thuốc thứ 14, trị mụn nhọt ở vùng lưng. Dùng bột hoa đào hòa với giấm đặc mà bôi lên chỗ tổn thương nhiều lần trong ngày. Ngoài việc dùng hoa đào như trên, thì còn sách của Tệ Tĩnh còn ghi rõ là dùng cả rễ, cành và vỏ của cây đào. Sắc uống có thể trừ được bệnh nhiệt dạ dày, vàng da do viêm gan, đau nhói vùng tim, đau bụng. Nếu dùng nước sắc đó để tắm, có thể tránh được bệnh truyền nhiễm, nấm ngoài da, sát trùng vết thương. Ngoài ra thì chúng ta thường hay là lấy hoa đào thôi, còn cành đào vứt đi. Thì bây giờ đây là có phương thuốc là rượu cành đào. Lấy một cành đào,
cùng với rượu 500ml, chặt nhỏ cành đào ra, cho 500ml rượu vào, đun lên. Đun cho đến khi chỉ còn 5ml thì dùng ngay. Tác dụng hoạt huyết, thông ứ, chủ yếu trị đau tim đột ngột. Ngoài tác dụng tốt của hoa đào như trên và cành đào đấy, thì trong sách thuốc còn có ghi rõ chống chỉ định. Theo truyền thống chữa bệnh dân gian, chỉ cần ăn 0,5 gram hoa đào cũng có thể dẫn đến sảy thai. Cho nên chị em phụ nữ mà đang có thai thì không dùng hoa đào được, không dùng vị thuốc này được. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.